Chào các bạn, mình là Hân ở công ty Louis. Tiếp theo các series chia sẻ về kinh nghiệm làm nhà, thì hôm nay Hân sẽ cung cấp cho các bạn một cái kinh nghiệm để mà mình có thể tự mình dự trù được cái kinh phí xây dựng cho cái ngôi nhà của mình một cách đơn giản nhất, một cách dễ dàng nhất. Thường các bạn sẽ lo lắng là mình sẽ không làm được đâu, hoặc là mình phải nhờ một cái công ty thì người ta mới tính toán cho mình chính xác. Thực ra không phải, gọi là dự trù thì mình sẽ tính được cái ngưỡng, cái mức mà mình sẽ tốn cỡ bao nhiêu để mình xây nhà cho cái mục tiêu là mình sẽ làm cái căn nhà theo cái nguyện vọng của mình, và mình muốn biết nó là bao nhiêu tiền. Thì cái này thực ra nó rất là dễ, đối với Hân thì nó dễ, các bạn thì chắc là nó cũng hơi khó khăn một chút, cho nên Hân sẽ cố gắng hướng dẫn một cách rất là dễ hiểu để các bạn có thể mà tự mình gần dự trù gần đúng cái mức chi phí mà mình sẽ phải dành túi để mà mình sẽ sử dụng cho cái mục đích là mình sẽ xây nhà trong tương lai. Vì chi phí nó là một cái thông tin quan trọng, nó sẽ góp phần chi phối tất cả các quyết định sau này của các bạn, cho nên mình phải biết là mình có đủ tiền để mà mình xây hay không. Chứ mình đã xây rồi mà mình mới phát hiện ra mình thiếu tiền thì nó rất là khó chịu, mình phải đi vay đi mượn rất là nhiều và mình sẽ bị động, và cái niềm vui xây nhà nó sẽ không có trọn vẹn nếu như cái tình huống đó nó xảy ra đối với các bạn. Hai nữa là những bạn đã dư giả về tài chính thì mình cũng phải biết được là nó sẽ tiêu tốn hết bao nhiêu trong cái túi tiền của mình có, để mà mình có những cái thông tin, một là đầu tư nhà bự hơn, rộng hơn nếu như mình cảm thấy mình cũng còn dư giả tiền, hoặc là mình sẽ bóp nhỏ diện tích, giảm quy mô lầu cao so với cái nhu cầu, để mà mình cảm thấy là với cái số tiền mình bỏ ra như vậy mình đạt được cái mục đích sử dụng cái ngôi nhà của mình hiệu quả là được, chứ không nhất thiết phải lãng phí tiền bạc quá nhiều vào một cái nhà, thì nó cũng sẽ làm cho các bạn sẽ mất đi những lựa chọn khác khi mà cần sử dụng đến tài chính. Thì cái việc này Hân sẽ hướng dẫn được các bạn, nó còn đơn giản hơn là mình sẽ phụ giúp việc nhà cho bà xã, cho vợ nữa, các bạn chú ý nhé. Bây giờ cái đầu tiên là mình sẽ vẽ cái khung nhà cơ bản nhất, nhà nào cũng vậy, mình không phải là chuyên gia thiết kế cho nên Hân sẽ vẽ nhanh như thế này. Mình sẽ có các phần chính của một cái căn nhà, gồm có móng, móng là tổ hợp, các bạn nhìn kỹ ở đây nhé, những cái tam giác này là đại diện cho móng nhà. Thì cái này mình sẽ quy ước là chi phí mình sẽ dành cho nó là 50% của cái diện tích sàn mà mình định xây dựng cái căn nhà của mình. Bây giờ ở đây mình có cái dấu gạch ngang, ở đây là nền trệt, ở đây cái sàn, cái tấm tiếp theo sẽ là lầu 1, tấm tiếp theo nữa là lầu 2, và tấm tiếp nữa là lầu 3, và cái tấm trên cùng gọi là tấm mái thì nó là mái tương ứng với cái phần móng này. Cái phần âm ngầm bên dưới cái tầng trệt đó, nó sẽ có cái tỷ suất là bằng 50% cái giá trị đầu tư cái tầng trệt, thì cái này mình sẽ đánh dấu nó là 50%. Cái sàn trệt này nó là 100%, đương nhiên là cái lầu 1 nó cũng là 100%, cái lầu 2 là 100%, cái lầu 3 là 100%. Bây giờ còn cái tấm trên cùng này, nó không còn gì trên nó nữa, nó chỉ là bản thân của cái nóc mái, giống như là mình che cái nhà mình lại, cái nón vậy đó, thì nó là 50%. Đấy, rất là đơn giản. Bây giờ mình giả dụ cái số mét vuông mà mình định xây trên cái sàn này thì mỗi nhà mỗi khác. 70m², 60m², 50m², 100m², 200m², tùy theo cái quỹ đất và quỹ tài chính của mỗi người. Cái này mỗi người sẽ có một cái con số cho cái nhà của mình, tùy theo cái diện tích đất của mình có. Thì Hân không có nói đến cái này, mà tất cả các cái hệ số này, dù là nhà lớn, nhà bé, nhà nhỏ đều là gần giống nhau và có thể áp dụng được. Vì cái này mang tính chất là dự trù thôi, vì các bạn không có biết chắc chắn là cái số tiền các bạn dự trù với nhà thầu sẽ chào giá dịch vụ của bạn là có cái sự sai khác trên lệch, nhà nào cũng vậy. Nhưng mà mình phải biết là cỡ ngưỡng bao nhiêu để mà mình chuẩn bị, và nó mới chi phối cho những cái quyết định của chính các bạn thôi. Còn nhà thầu chào thấp hơn ngưỡng bạn dự trù thì tốt, họ chào cao hơn thì bạn phải cân nhắc lại là mình đủ hay là không đủ tiền để theo cái nhà thầu đó, tìm nhà thầu khác có cái giá tốt hơn, vân vân và vân vân. Ví dụ vậy, hoặc là mình sẽ đợi đến khi mình thông thái hơn mình sẽ xây dựng. Cái này Hân đang hướng dẫn để các bạn tự mình
có thể dự trù được cái số vốn mà mình cần đầu tư cho cái nhà của mình thôi nhé. Không chính xác, không phải là dùng nó để áp đặt nhà thầu phải theo các bạn, không thể. Thì bây giờ mình thấy mình có tổng cộng là 50 với 50 là bằng 1. Như vậy từ cái hình vẽ này mình có thể dễ dàng tính được là móng cộng với mái sẽ bằng 100%. Nứa thì bằng 1. Như vậy ở đây mình còn lại 1 lầu, 2 lầu, 3 lầu, 4 lầu. Tầng trệt lầu 1, lầu 2, lầu 3. Ví dụ nhà mình chỉ có 2 lầu thì có trệt và lầu 1, lầu 2. Ví dụ vậy. Nhà mình 1 trệt 1 lầu thì gồm có trệt và lầu. Còn ở đây Hằng đang lấy một cái nhà trưởng là trệt 3 lầu nổi và cái mái. Thì ở đây mình đoán biết được là số lầu 100% sẽ có 1, 2, 3, 4 là bằng 4. Cộng với 50-50, lúc nãy mình cộng hai cái nữa này lại thành 1 nữa là 5. Như vậy tổng số diện tích sàn của mình sẽ là xây dựng á, sẽ là bằng diện tích của một sàn. Ví dụ Hân lấy tạm tính là cái sàn một cái nhà phố khoảng 70m2 là số sàn mình, cái nhà của bạn sẽ có, nhân với 5 là theo cái cách tính nãy giờ Hân đã việc kê lên. Nếu nhà bạn thấp lầu hơn thì cái con số này giảm còn 4, thấp hơn lầu nữa còn 3, thấp hơn lầu nữa còn 2, ví dụ vậy. Thì theo cái ví dụ này của Hân thì Hân lấy 70 là nhân 5. Như vậy mình sẽ có 350m2 sàn cho cái trường hợp cái ví dụ này. Vậy thì toàn bộ cái diện tích này khi các bạn dự trù xây dựng, bạn sẽ phải nhân với đơn giá bao nhiêu để nó gần đúng với cái giá thị trường của thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm của Hằng sẽ chia cái đơn giá là hai phần. Phần đơn giá, phần thô để tạo hình thô để ra toàn bộ cái căn nhà này, mình sẽ lấy 350 nhân với đơn giá thị trường bữa nay khoảng tầm 3 triệu qua trên mét vuông. Mình sẽ có được cái số tiền phần thô. Cái này mới đầu tư cho được cái phần thô của căn nhà thôi các bạn. Và để hoàn thiện cái căn nhà thì mình cần phải mua sắm các cái trang thiết bị vật liệu hoàn thiện nữa. Cửa nẻo, đá cầu thang, trần thạch cao, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, vật tư sân nước. Và tất cả những cái gì Hân vừa liệt kê đó, nó có đơn giá dự trù trung bình khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu nữa. Tùy theo cái lựa chọn của mình là đồ đắt tiền hay đồ rẻ tiền. Vì hoàn thiện nó rất là rộng, nó có rất là nhiều cái loại giá khác nhau, từ thấp cấp cho đến cao cấp. Cho nên Hân tạm đưa ra một cái đơn giá có thể nói là gần đúng cho tất cả, là loại khác, trung bình khác. Thì mình sẽ có 2 triệu đồng, 2,5 triệu đồng trên mỗi mét vuông của cái 350 này nữa. Thì bạn sẽ có được cái số tiền cần có để đầu tư hoàn thiện. Cộng hai cái đơn giá này lại nhân với diện tích này, các bạn sẽ ra được cái số tiền các bạn cần có trong túi để mình nghĩ đến cái chuyện xây cái căn nhà theo cái diện tích của mình có, theo số lầu mà mình muốn. Ok, như vậy tổng cộng là mình đã đi được một cái thông tin quan trọng là nhà mình sẽ tiêu hao hết khoảng bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, mỗi địa phương, mỗi địa bàn nó còn có tốn thêm một cái chi phí xin phép xây dựng, hoàn công. Tuy nhiên hai cái này nó không lớn so với tổng giá trị đầu tư căn nhà, cho nên Hân sẽ không đưa vào dự trù. Mà cái đó là một cái phần chi phí bắt buộc mà khi mình xây dựng mình phải thuê mướn đơn vị làm bản vẽ thiết kế, thuê mướn đơn vị làm xin cái thủ tục xin phép xây dựng và thuê mướn cái đơn vị đo vẽ làm cái thủ tục hoàn công khi cái nhà nó đã hoàn chỉnh. Có một cái chi phí mà nó có thể là lớn, rất lớn đối với các bạn xây dựng mà cái tài chính nó eo hẹp, nhưng trúng vào cái địa bàn của cái nhà mình định xây nó nằm ở cái khu vực đất quá yếu, dẫn đến cái việc ép cọc gia cố nó quá sâu. Hằng lấy ví dụ như nhà bè quận 7, quận 2 về chiều sâu ép cọc của những cái địa bàn mà Hằng vừa liệt kê đó, nó sâu đến khoảng 35-40m một cái tim cọc. Thường thì một cái nhà phố với 70m2 mình xây dựng hết khoảng trệt 3 lầu sân thượng, mái thì hết khoảng 1,5 tỷ phần thô. Tuy nhiên cái chi phí ép cọc cho những cái địa bàn đó nó tốn hơn khoảng 300 triệu tỷ suất so với tổng phần thô của căn nhà cũng tương đối là cao. Cho nên nếu lỡ nhà của các bạn rơi vào cái địa chất là phải ép cọc sâu thì các bạn phải dự trù cái phần chi phí xây dựng cho riêng cái phần cọc. Chứ nãy giờ cái phần là Hân dự trù này là chưa có cọc, cái này là phần móng, đài móng, dầm móng.
âm ngầm bên dưới cái nền sàn trà thoi là 50%. Hoặc nếu các bạn không có kiến thức về phần này bỏ lại, mình dự trù sau cũng được. Nhưng nếu các bạn có nhà rơi vào ở những cái khu vực có địa tầng yếu, phải sử dụng ép cọc hoặc là khoan cọc nhồi gia cố nền dưới móng, thì các bạn phải lưu ý rằng mình phải để dành khoảng hơn 100 đến 200 triệu cho cái công tác này nữa, cộng với cái số lúc nãy mình dự trù sẽ ra được cái số tiền mà mình sẽ nói ngay với vợ của mình là anh đang bận lập dự toán công trình và không thể giúp em làm việc nhà được nhé. Chào các bạn.